bị tố lợi dụng họp phán để kinh doanh, FC Hồ Văn Cường lên tiếng nói rõ. Sau một năm 2022 bùng nổ, nhiều phán, hội nhóm đã tổ chức tiệc gặp mặt giao lưu cùng Hồ Văn Cường. Hồ Văn Cường là một trong những ca sĩ trẻ tiềm năng, sở hữu lượng fan hùng hậu khắp mọi miền đất nước. Kể từ ngày về dưới sự dìu dắt của danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Hồ Văn Cường ngày một tiến bộ hơn về giọng hát lẫn kỹ năng trình diễn sân khấu. Sau một năm bùng nổ của Hồ Văn Cường với các dự án nghệ thuật, cộng đồng fan của nam ca sĩ đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu giữa Hồ Văn Cường với khán giả. Và để mọi điều diễn ra suôn sẻ, những fan đứng ra tổ chức đã yêu cầu mỗi khán giả tham dự phải đóng một số tiền nhất định sử dụng cho việc ăn uống, tổ chức. Tuy nhiên việc này đã vấp phải một số ý kiến trái chiều, đáng chú ý một fan còn lên tiếng cho rằng đây là hành động lợi dụng họp fan để kinh doanh. Trước ồn ào này, mới đây FC Hồ Văn Cường đã lên tiếng phân trần. Đại diện FC của Hồ Văn Cường bình luận, số tiền 500.000 mọi người đóng vào là tiền ăn, mọi người đóng. Một bàn tiệc gần 5 triệu trên bàn 10 người chưa kể nước. FC thu người lớn 500.000, người, trẻ em dưới 10 tuổi 250.000. Tổng kết lại thiếu FC lấy quỹ bù, thừa thì có thể gửi tặng lại Cường như đợt sinh nhật năm rồi hoặc bỏ vào quỹ chung gì đấy thì FC chưa quyết định. Còn lại các khoản âm thanh, trang trí, background là quỹ chi do quỹ vẫn còn tiền. Trường hợp quỹ không còn tiền thì cả FC cũng cùng đóng góp luôn mấy khoản này nha mấy bạn, còn số tiền mọi người đóng vào xin nhấn mạnh là tiền mọi người ăn. Việc này FC tổ chức, không phải Cường đứng ra tổ chức, làm thì phải có kinh phí, tiền đâu phải là mít đâu bạn. Suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn. Tiệc tất niên năm rồi lần đầu FC tổ chức chưa có kinh nghiệm, thu tiền sau tiệc bị sót rất nhiều người cuối cùng FC phải bù lỗ đấy. Có thể thấy toàn bộ số tiền mà mỗi khán giả tham dự gửi vào đều phục vụ cho mục đích ăn uống. Nam ca sĩ cũng hoàn toàn không hề đứng ra tổ chức tiệc gặp mặt này nên việc bị tố cho rằng lợi dụng kinh doanh là điều không chính xác.